Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tổng hợp các hoạt động lãnh đạo chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và các sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Tối ngày 22 tháng 12, Ủy ban nhân tỉnh long trọng tổ chức lễ bế mạc năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 và khai mạc năm quốc gia khởi nghiệp Quảng Nam 2023. Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam, điểm đến du lịch xanh, đã tổ chức hơn 200 sự kiện, diễn đàn, lễ hội hết sức sôi động, trong đó có 10 hoạt động quy mô quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch và các bộ, ngành trung ương tổ chức. Tỉnh Quảng Nam chủ trì 73 sự kiện, triển khai từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, từ đất liền đến hải đảo, cùng với đó là 138 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 42 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tại các địa phương trên cả nước, với nhiều hình thức đặc sắc, hấp dẫn, góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển ngành du lịch quốc gia sau đại dịch COVID-19. Năm nay, Quảng Nam đã đón gần 4,8 triệu lượt khách, tăng 13 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, khách du lịch nội địa đã vượt cao so với chỉ tiêu đề ra. Thị trường khách du lịch quốc tế đã có tín hiệu phục hồi tốt. Doanh thu du lịch năm 2022 ước đạt 3.800 tỷ đồng. Tăng 8 lần so với cùng kỳ năm 2021, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt gần 9.000 tỷ đồng. Tiếp nối thành công năm du lịch quốc gia, Quảng Nam 2022, được sự đồng ý của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, các bộ, ngành trung ương, sự hưởng ứng của các tỉnh trên thành phố và cộng đồng khởi nghiệp, tỉnh Quảng Nam được chọn đăng cai tổ chức năm quốc gia khởi nghiệp, Quảng Nam 2023 với chủ đề, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp. Đây là hoạt động có quy mô quốc gia, diễn ra liên tục trong năm 2023 trên cả nước nhằm mục đích khơi dậy khí thế, tinh thần lập thân, lập nghiệp, đoàn kết sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương, vun đắp hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia ngày càng lớn mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh nhấn mạnh, năm quốc gia khởi nghiệp 2023 với chủ đề lan tỏa khát vọng khởi nghiệp, do tỉnh Quảng Nam khởi xướng hứa hẹn sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Cộng đồng khởi nghiệp cả nước hãy cùng nhau đoàn kết và vươn lên, hãy hiện thực hóa khát vọng xây dựng thương hiệu doanh nhân đất Việt mang tầm quốc tế, vì một dân tộc Việt Nam hùng cường, một đất nước Việt Nam giàu đẹp và hạnh phúc. Chiều ngày 22 tháng 12, Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022 tổ chức chương trình tổng kết có hoạt động. Tham dự có Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương Phan Thanh An, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu, về phía lãnh đạo tỉnh có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân tham dự. Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh, với 212 sự kiện, trong đó có nhiều sự kiện cấp quốc tế. Riêng tỉnh Quảng Nam tổ chức hơn 70 sự kiện, hoạt động theo 6 nhóm chương trình. Việc Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2022 đúng thời điểm, phù hợp với bối cảnh, đảm bảo tính khoa học, bài bản, chuyên nghiệp đã tạo cú hích cho du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Quảng Nam nói riêng. Trong điều kiện bình thường mới, góp phần đáng kể vào phục hồi và phát triển du lịch, tạo được khí thế phấn khởi trong nhân dân. Quảng Nam đã thu hút 4,8 triệu lượt khách du lịch, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt gần 9.000 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch biểu dương những nỗ lực của tỉnh Quảng Nam và các địa phương hưởng ứng các hoạt động năm du lịch quốc gia. Sự kiện đã tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần phục hồi ngành du lịch cả nước. Dịp này, Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022 đã tổ chức trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022, trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt chuẩn du lịch xanh, trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022. Sáng ngày 20 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các ngành địa phương để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 12 cả năm 2022 và ban hành chương trình công tác năm 2023. Tình hình kinh tế xã hội năm 2022 tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 32.000 tỷ đồng, tăng 40,1% so với cùng kỳ. GRDP năm đạt hơn 69.000 tỷ đồng, xếp thứ 11 trên 63 tỉnh thành.
khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 24,5% so với cùng kỳ. Năm nay, Quảng Nam đón 4,7 triệu lượt khách tham quan, lưu trú, du lịch, tăng 13 lần so với cùng kỳ. Cũng trong năm nay, tỉnh ta đã tổ chức các hoạt động lớn như lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, Quảng Nam điểm đến du lịch xanh, cầu truyền hình khúc tráng ca Hòa Bình, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, tổ chức thành công 7 giải thể thao cấp quốc gia, quốc tế. Cùng với đó, Quảng Nam đã thực hiện chu đáo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với người có công và gia đình chính sách, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19, đậu mùa khỉ và sốt xuất huyết. Dự báo trong năm 2023 sẽ gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế, Quảng Nam ban hành chương trình công tác năm 2023 với chủ đề tập trung phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, hoàn thành quy hoạch tỉnh và các quy hoạch không gian quan trọng. Chiều ngày 21 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các sở ngành địa phương với 100 chủ thể ô cốp được công nhận 3 sao và 4 sao. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn cho biết, hội nghị đối thoại lần này nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các chủ thể ô cốp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đưa ra những chính sách đồng bộ nhằm phát huy tiềm năng vốn có của các sản phẩm ô cốp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các chủ thể OCOP đã kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh về một số vướng mắc trong các thủ tục, hồ sơ liên quan đến công bố, tiêu chí đánh giá sản phẩm ô cốp, kiến nghị các khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, đầu tư máy móc, công nghệ, quỹ đất. Đồng thời, các chủ thể cũng chỉ ra các bất cập trong việc quy hoạch, tạo vùng nguyên liệu, việc liên kết thị trường, nâng giá trị sản phẩm ô cốp. Sáng ngày 21 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022. Tại buổi tiếp, công dân Nguyễn Văn Tuấn, trú tại thôn 7, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước kiến nghị về việc vào năm 2010, khi thi công tuyến đường Nam Quảng Nam đoạn tránh trung tâm huyện Tiên Phước, có ảnh hưởng đến đất và nhà cửa của gia đình ông Tuấn. Trong quá trình bồi thường, gia đình ông thấy chưa thỏa đáng. Nhà ông bị treo so với mặt đường khoảng 4 mét nhưng chưa có kinh phí hỗ trợ, trong khi đó gây rất nhiều khó khăn và nguy hiểm trong việc đi lại và sinh hoạt. Sau khi nghe ý kiến của các ngành và địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh yêu cầu huyện Tiên Phước rút kinh nghiệm trong việc giải quyết, trả lời đơn thư của công dân, đồng thời khẩn trương rà soát các hồ sơ, thủ tục có liên quan để trả lời cho công dân Nguyễn Văn Tuấn trước ngày 30 tháng 12 năm 2022, hướng dẫn, tạo điều kiện cho gia đình ông Tuấn được tách thửa, nhưng phải đúng quy định. Sáng ngày 21 tháng 12, tại Viên Bơi Nam Hậu An, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc Ngày hội khởi nghiệp xanh và công bố vinh danh ý tưởng dự án khởi nghiệp sáng tạo năm 2022. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ năm quốc gia khởi nghiệp Quảng Nam 2023. Quảng Nam bắt đầu khởi động hệ sinh thái khởi nghiệp vào quý 1 năm 2017 và là địa phương thứ 4 của khu vực miền Trung Tây Nguyên, cũng như thứ 10, 15 của Việt Nam trong việc triển khai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam luôn cam kết đồng hành với thanh niên, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp các dự án cũng như chủ thể phát triển hiệu quả hơn. Đồng thời luôn chia sẻ giải pháp tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách, lắng nghe các ý kiến của cộng đồng khởi nghiệp trẻ nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên khởi nghiệp thành công, cũng như biểu dương, khen thưởng những tấm gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu để khích lệ, động viên tinh thần khởi nghiệp. Nhờ đó, những năm gần đây phong trào khởi nghiệp ở Quảng Nam đã phát triển rất mạnh mẽ, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, với sự quan tâm hỗ trợ của các bộ, ngành, các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tây Nguyên và tham gia tích cực của các bạn trẻ. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đã trao cấp và chứng nhận vinh danh 43 ý tưởng dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022. Báo Tuổi Trẻ vừa phối hợp với Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo thúc đẩy liên kết phát triển công nghiệp miền Trung. Hội thảo nằm trong hoạt động trong diễn đàn công nghiệp xây dựng nền công nghiệp tự chủ 2022 do Báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ tháng 9 năm 2022. Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp quan tâm chia sẻ, trao đổi các giải pháp thúc đẩy hợp tác, liên kết phát triển công nghiệp tại miền Trung. Trong đó làm rõ một số vấn đề, như sự cần thiết có cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất, theo cụm ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí tại khu kinh tế Mở Chu Lai, mô hình, kinh nghiệm của doanh nghiệp trong việc liên kết, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ngoài ra, nhiều vấn đề nổi cộm liên quan đến phát triển công nghiệp miền Trung cũng được các đại biểu phân tích tại hội thảo, như nền tảng công nghiệp phụ trợ, tính liên kết giữa các doanh nghiệp, các vùng, thiếu hụt chuỗi cung ứng. Cũng tại hội thảo, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp lớn đều chung nhận định rằng nền tảng công nghiệp phụ trợ tại miền Trung hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, đặc biệt trong các ngành có hàm lượng công nghệ cao. Tính liên kết giữa các doanh nghiệp, địa phương trong vùng còn lỏng lẻo, chưa tạo được hệ thống cung ứng đủ mạnh. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt chuỗi cung ứng làm giảm lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Các nhà máy sản xuất bảng mạch, thiết bị điện tử miền Trung đều phụ thuộc vào chuỗi cung ứng ở các trung tâm công nghiệp hai đầu Bắc Nam hoặc nước ngoài. Ngày 17 tháng 12, tại khu công nghiệp Thaco Chu Lai Quảng Nam, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải đã tổ chức lễ công bố thành lập tập đoàn công nghiệp Trường Hải Thaco Industries, khánh thành trung tâm cơ khí với quy mô hàng đầu Việt Nam. Trải qua gần 20 năm, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với doanh thu đạt hơn 11.500 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu xấp xỉ 200 triệu USD. Kế hoạch năm 2023, mục tiêu doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 75% so với 2022, trong đó doanh thu xuất khẩu 400 triệu USD, tăng gấp đôi so với 2022. Công ty tập đoàn công nghiệp Trường Hải, Thaco Industries được thành lập với tổng vốn đầu tư hơn 550 triệu USD, diện tích 120 ha và 6.500 nhân sự, thực hiện chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí và công nghiệp hỗ trợ với quy mô lớn, đầu tư đồng bộ, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, cung cấp các giải pháp công nghiệp theo chuỗi giá trị xuyên suốt, từ nghiên cứu và phát triển sản phẩm gia công và chế tạo, lắp đặt chuyển giao vận hành và bảo trì, thông qua các hình thức, tự sản xuất và hợp tác liên kết liên doanh với đối tác trong và ngoài nước. Thaco Industries sản xuất các sản phẩm gồm sơ mi rơ móc, thiết bị công nghiệp, thiết bị nông nghiệp, linh kiện phụ tùng ô tô, linh kiện phụ tùng ngoài ngành ô tô, nguyên vật liệu và gia công cơ khí theo công đoạn của quy trình công nghệ sản xuất theo yêu cầu khách hàng. Tại buổi lễ, tập đoàn tổ chức lễ khởi công xây dựng trung tâm R&D với tổng vốn đầu tư hơn 20 triệu USD, được xây dựng trên diện tích 20.000 m2 với hơn 1.000 chuyên gia và các kỹ sư, dự kiến đưa vào hoạt động tháng 8 năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết ngành thông tin và truyền thông năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023. Năm 2022, Sở và ngành thông tin, truyền thông cả tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả khả quan. Công tác tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông được kịp thời, đảm bảo chất lượng, các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội thuộc lĩnh vực ngành thông tin và truyền thông được giao đến thời điểm hiện tại, cơ bản đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh có 2.100 trạm BTS, phủ sóng 100% xã, đường truyền cáp quang đã kéo đến 100% xã, sóng thông tin di động 3G, 4G đã phủ sóng cấp xã đạt 100%. Phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành thông tin truyền thông cần chú trọng và tổ chức triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính tại các ngành, địa phương, thực hiện tốt công tác quản lý báo chí, kịp thời nắm bắt thông tin, chủ động tuyên truyền phản bác các thông tin sai trái, độc hại, xuyên tạc, góp phần định hướng dư luận, củng cố sự đoàn kết và đồng thuận xã hội. Đặc biệt năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia, nên Sở Thông tin Truyền thông cần bám sát định hướng của Trung ương để triển khai thực hiện, góp phần tăng cường hiệu quả công tác chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng ngày 22 tháng 12, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh tổ chức cuộc họp bình chọn các sản phẩm tiêu biểu năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc. Năm nay, có 76 sản phẩm đăng ký bình chọn đến từ 51 cơ sở sản xuất trên 10 huyện, thị xã, thành phố, tăng 24 sản phẩm so với năm 2021, thuộc 3 nhóm sản phẩm, nhóm 1 là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nhóm 2 bao gồm các sản phẩm bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống, thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí thuộc nhóm 3. Trước đó, tổ giúp việc hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh đã tiến hành họp sơ tuyển, đánh giá lựa chọn các hồ sơ và sản phẩm dự thi, qua đó chọn ra 20 sản phẩm phù hợp với tiêu chí của Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Tại cuộc họp, hội đồng bình chọn đã chấm điểm, lựa chọn 2 sản phẩm đạt giải nhất, đó là bếp điện cộng hưởng nhiệt và ngũ cốc Duy Oanh, thương hiệu nông sản Quảng Nam. Căn cứ kết quả bình chọn, Chủ tịch Hội đồng bình chọn sẽ trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Quảng Nam năm 2022. Ngoài ra, hội đồng cũng đã chọn lựa ra 4 sản phẩm đạt giải nhì, 6 giải ba và 8 giải khuyến khích.
Chiều ngày 21 tháng 12, huyện Tiên Phước tổ chức hội thảo bàn giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và định hướng phát triển cây mang cụt. Dự có Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hồ Quang Bửu, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo huyện Tiên Phước cùng các doanh nghiệp, hộ dân trồng và kinh doanh sản phẩm mang cụt. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước Trầm Quế Hương cho biết, đến nay toàn huyện trồng trên 500 hecta mang cụt, trong đó có 68 hecta đang trong thời kỳ kinh doanh. Trong những năm qua, giá bán trung bình 60 đến 80 ngàn đồng 1 kg, đặc biệt có thời điểm giá tăng cao lên 150 đến 160 ngàn đồng 1 kg. Bình quân mỗi hecta mang cụt cho doanh thu từ 300 đến 500 triệu đồng một vụ. Sản phẩm trái mang cụt đã được công nhận OCOP 3 sao năm 2021. Ngoài giá trị kinh tế, cây mang cụt còn mang lại giá trị về môi trường sinh thái, tạo nét đặc trưng gắn với phát triển du lịch xanh. Qua nhiều đợt thiên tai gần đây, cho thấy cây mang cụt là cây có sức chống chịu gió bão rất tốt, hầu như không bị thiệt hại trong các đợt gió bão lớn. Tại hội thảo, các đại biểu tham dự khẳng định mang cụt Tiên Phước có chất lượng không thua kém so với các nơi khác. Hiện tỉnh Quảng Nam đang tập trung xây dựng cây mang cụt trở thành đặc sản của các địa phương trung du, miền núi, đồng thời gắn phát triển cây mang cụt với du lịch sinh thái nhằm tăng sức cuốn hút và tiêu thụ sản phẩm. Để thực hiện đạt mục tiêu đó, các đại biểu đã tham gia trao đổi, thảo luận nhằm nâng cao giá trị kinh tế và định hướng phát triển cây mang cụt trong thời gian tới, bàn các giải pháp về vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất theo hướng an toàn để chứng nhận Việt Gáp hữu cơ. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao nỗ lực của huyện và bà con nông dân Tiên Phước đã tập trung phát triển cây mang cụt hàng chục năm qua. Đồng chí yêu cầu các ngành chức năng cần quan tâm lựa chọn cây đầu dòng để làm giống, quan tâm hình thành vùng sản xuất giống chất lượng cao, phải xây dựng Tiên Phước trở thành thủ phủ mang cụt có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng. Huyện phải đặt ra mục tiêu xuất khẩu bằng con số cụ thể, tiến hành trồng xen canh mang cụt với ổi, cau, xoài, chuối theo hình thức lấy ngắn nuôi dài một cách bền vững, bài bản, có sách vở hướng dẫn, quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa liên quan đến quảng bá sản phẩm mang cụt, tăng cường tham gia các hội chợ xúc tiến quảng bá sản phẩm trong nước để giới thiệu rộng rãi đến với thị trường trong nước và quốc tế. Cần có chính sách thu hút các doanh nghiệp về đồng hành với nhân dân đầu tư trồng, chế biến sản phẩm mang cụt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin tổng hợp hàng tuần về công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam do Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.